Hôm nay chúng ta sẽ học cái tiết 22 thưởng thức mỹ thuật, giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam. Bài 24 giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam. Rồi, tranh dân gian Việt Nam có xuất xứ từ đâu? Tranh có từ rất lâu đời do tập thể quần chúng nhân dân sáng tạo nên. Tranh dân gian có những dòng tranh tiêu biểu nào? Các dòng tranh tiêu biểu là tranh Đông Hồ và tranh Hàng Chống. Rồi chúng ta xem một số cái bức tranh dân gian tiêu biểu. Đầu tiên là cái bức tranh Gà Đại Cát, thứ hai là cái bức tranh Chợ Quê, thứ ba là cái bức tranh Đám Cưới Chuột, thứ tư là cái bức tranh Phật Bà Quan Âm. Đầu tiên là một La Mã, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bức tranh Gà Đại Cát thuộc cái dòng tranh nông thôn. Rồi trong tranh là vẽ một chú gà trống có nét oai vệ hùng dũng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và đức tính mạnh mẽ của người đàn ông. Còn đề tài trong tranh là bức tranh thuộc cái đề tài chúc tụng Đại Cát, có chúc mừng cho mọi người mọi nhà đón xuân mới nhiều điều tốt, nhiều tài lộc. Theo quan niệm ngày xưa thì gà trống rất là gà trống oai vệ hùng dũng, tượng trưng cho sự thịnh vượng và đức tính tốt của người con trai thành công. Gà được coi là hội tụ của năm đức tính là văn, võ, dũng, nhân, tính. Rồi, chúng ta coi coi năm đức tính này thể hiện ở đâu trên cái hình ảnh của cái bức tranh Gà Đại Cát. Đầu tiên là cái màu đỏ tượng trưng cho một cánh chuồng trại nguyên làm thể hiện ở chữ văn. Chân gà có cửa sắt nhọn để giống như thanh kiếm để chiến đấu, gọi là võ. Rồi thứ ba, thấy địch thủ dũng cảm không sợ, đấu trọi đến cùng là dũng. Rồi kiếm được mồi cùng nhau ăn, gọi là nhân. Hàng ngày thì gà báo không bao giờ sai giờ, gà nó gáy buổi vào buổi sáng đó, đó là chữ chữ tính. Rồi qua bức tranh Gà Đại Cát thì chúng ta đã học được năm đức tính, tức là văn, võ, dũng, nhân, tính. Văn thì chúng ta sẽ học như thế nào đây? Văn là chúng ta sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Võ là chúng ta sẽ rèn luyện tập thể dục thể thao cho có sức khỏe tốt để chúng ta học tập thật tốt. Dũng là chúng ta sẽ dũng cảm trong học tập. Rồi nhân là chúng ta thể hiện cái lòng nhân ái đối với bạn bè thầy cô. Rồi tính là chúng ta sẽ giữ chữ tính đối với gia đình, nhà trường và các bạn. Rồi đó là cái phần nội dung của cái bức tranh Gà Đại Cát các em yêu bài du tập. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái phần 2 La Mã. Phần 2 La Mã là cái bức tranh Chợ Quê, một tranh Hàng Trống, một tranh Hàng Trống. Rồi ở trong cái bức tranh Chợ Quê có lều quán nè, có cây cối nè, có người. Rồi trong tranh có những cái nhân vật nào? Có người bán, người mua hàng, người già, trẻ con, nam và nữ, người ăn xin, kẻ đánh bạc, người xem bói, vân vân. Đặc điểm nghệ thuật ở trong tranh là diễn tả nhân vật có đặc điểm, có thần thái và màu sắc tươi nguyên của phẩm nhuộm, tạo nên sự sống động của bức tranh, tiêu biểu cho nghệ thuật của dòng tranh Hàng Trống. Đó là cái nội dung của cái bức tranh, đó là nội dung của cái bức tranh Hàng Trống, bức tranh Chợ Quê. Rồi tiếp theo là cái bức tranh thứ ba, đó là Đám Cưới Chuột thuộc dòng tranh Đông Hồ. Trời nội dung trong bức tranh Đám Cưới Chuột diễn tả cái gì? Chúng ta nhìn vào trong cái bức tranh thì chúng ta thấy là diễn tả một cái đám cưới của nhà họ nhà chùa. Tranh phản ánh những cái điều gì ở trong 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 tranh? Đó là cái bức tranh thuộc đề tài trào lộng, châm biếm, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, những cái độ phong kiến. Đặc điểm nghệ thuật là trong trong tranh có bố cục thuận mắt, hình vẽ đơn giản, màu sắc mang tính điểm điểm xuyết đúng với cái thể loại tranh châm biếm.
Đó là cái nội dung của cái tin nhắn cứu chuột chúng ta ghi bài vô tập. Thứ ba đó là cái thứ tư đó là cái bức tranh Phật đời Quan Âm thuộc cái dòng tranh hàng trắng. Rồi bố cục chúng ta nhìn vào cái bức tranh thì chúng ta thấy bức tranh có bố cục màu sắc như thế nào. Màu sắc rất là tươi tắn, vẽ màu có đậm có nhạt, sắp xếp bố cục tương đối hài hòa. Vì sao bức tranh lại tạo được cái vẻ đẹp như thế? Thứ nhất là nhờ cái cách tản màu, thứ hai là đặc điểm nghệ thuật, thứ ba là cách tông màu truyền thống tạo được độ đậm nhạt của tranh trong cái mỗi cái nét vẽ của tranh. Đó là cái phần phân tích của cái bức tranh Phật Đà Quan Âm, các em nghe bài vào tập. Rồi nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu cái bố cái bức tranh thuộc hai dòng tranh, thuộc hai dòng tranh Nam Hồ và Hàng Trống. Rồi củng cố, cái phần củng cố thì em hãy cho cô biết ở Việt Nam có những cái vùng sản xuất tranh dân gian và những cái dòng tranh phổ biến nhất là hai dòng tranh tiêu biểu là dòng tranh Nam Hồ và dòng tranh Hàng Trống. Còn các cái vùng sản xuất tranh dân gian nổi tiếng như là Bắc Ninh, Đông Hồ, Bắc Ninh, Kim Hoàng ở Hà Tây, Hàng Trống ở Hà Nội, vân vân. Rồi hướng dẫn về nhà thì các em sưu tập tranh dân gian cái sách báo hoặc là chúng ta mua những cái bản in thủ công ở trên Nam Hồ, chuẩn bị cái đồ đường dài, chuẩn bị cái tiết học tiếp theo đó là tiết cái bài 15 mẫu có dạng hình trụ của hình cầu. Tiết học chúng ta hôm nay là kết thúc.